Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc của nước ta đang đứng trước mùa mưa lũ định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, công tác bảo vệ hành lang đê điều tại một số vùng, trong đó có Hà Nội, vẫn chưa được siết chặt. Những vi phạm có khả năng xâm hại đến hệ thống đê bao của Hà Nội vẫn ngang nhiên diễn ra. Điều này gây nguy cơ lớn về sụt lún các bờ kè sông. Đây là bãi tập kết cát của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc phường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động của các doanh nghiệp xem ra khá phát triển. Bằng chứng là bãi cát này ngày càng cao lên và rộng ra. Từ trên cao nhìn xuống, bãi vật liệu này nhô ra gần 1/3 lòng sông Hồng, đoạn ngay phía dưới chân cầu Thăng Long. Còn ở giữa lòng sông là các con tàu hút cát. Cát hút lên được tập kết ngay trên bãi đổ vật liệu xây dựng. Việc hút cát ở đoạn sông này tạo thành bãi bồi ở đoạn sông khác. Theo cơ quan chuyên môn, sự việc sẽ tác động mạnh đến dòng chảy, nhất là khi lũ về. Né ra cái mực nước sông Hồng trong mùa lũ có thể nó không đến cao đến mức độ đấy, nhưng chỉ vì đống phế thải này có thể nó sẽ dâng cao hơn, sẽ gây ảnh hưởng thì chắc là chúng ta cũng chưa lường hết được. Bởi vì là nếu như ở mức nước thấp thì không vấn đề gì, nhưng đã cao rồi, cao thêm một chút nữa sẽ rất là nguy hiểm. Còn đây là ngõ 264 đường Âu Cơ dẫn ra bãi đá sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ. Lâu nay, bãi đá đã trở thành điểm đến quen thuộc và nổi tiếng của thanh niên Hà Thành. Từ năm 2007 đến nay, đã có 12 người chết đuối ở bãi đá này do lở đất hoặc xoáy nước. Thế nhưng, bất chấp lệnh cấm của cơ quan quản lý địa phương, chủ đầu tư vẫn xây dựng nhiều hạng mục kiên cố để kinh doanh thu lời. 10.000 đồng một vé xe máy, 200.000 đồng một cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới. Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc rằng ai đã cấp phép cho điểm kinh doanh du lịch bãi đá sông Hồng. Số tiền thu được từ việc bán vé, ai sẽ được hưởng? Việc xây dựng các công trình ở hành lang thoát lũ là một trong những tác nhân ngăn chặn dòng chảy khi mùa lũ về. Người dân ở đây cho biết, không chỉ lũ mà hiện nay cần một trận mưa to cũng khiến khu vực này bị úng ngập. Bây giờ chỉ còn có hai cái ngòi nước, ngày xưa là hai cái nạch của chúng tôi thả cá, bây giờ lấn hết thành hai xóm mới, ngập lụt nhiều lên. Bây giờ đây này, chị ra đến chỗ này là trông thấy bãi lụt để rậm, ai có tiền thì nâng được lên thì làm, mà ai không có tiền thì để đành bỏ rậm. Cái dư của chúng tôi đây cũng thế thôi, lúc nào ngập thì chịu, cạn thì mới ra thu hoạch được. Trước những nguy cơ đe dọa đến hệ thống đê kè, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội và Chi cục Quản lý Đê điều thành phố đã có buổi làm việc với các ban ngành của quận Tây Hồ về trách nhiệm của các trong việc dẹp bỏ những công trình vi phạm. Còn đây là buổi tập huấn công tác phòng chống lụt bão của quận Tây Hồ. Nhưng đến nay, các công trình xâm phạm đến hành lang an toàn đê điều vẫn hoạt động một cách bình thường. Đối với các hoạt động đấy là tự phát, trên hoạt động trên địa bàn phường đấy thì chúng tôi cũng nhận thấy cái trách nhiệm của chúng tôi trong vấn đề đấy, và chúng tôi tiếp tục là tập trung vào xử lý các cái hoạt động đấy. Ủy ban nhân dân quận cũng đã giao cho phòng kinh tế quận phối hợp với ủy ban phường rồi các cái đơn vị tài nguyên môi trường, thanh tra xây dựng để tiến hành lập cái đề án xây dựng một cái đề án để đưa cái diện tích đất đó vào sử dụng đúng mục đích để đem lại cái hiệu quả. Từ khi mở rộng, Hà Nội là một trong những địa phương có tuyến đê dài nhất ở miền Bắc với gần 600 km. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm trở lại đây, do biến đổi khí hậu và việc xây dựng nhà máy thủy điện khiến lũ thấp hơn so với trước đây. Liệu có phải vì vậy mà các cơ quan chức năng nảy sinh tư tưởng chủ quan trong công tác phòng chống lụt bão? Ngoài ra, lực lượng quản lý đê điều hiện nay cũng gặp không ít khó khăn. Họ chỉ là đơn vị quản lý chuyên ngành và chỉ được phép lập biên bản vi phạm mà không có chế tài xử phạt những vi phạm. Vì vậy, để giải quyết 1.800 điểm vi phạm hành lang đê thì rất cần sự chung tay của các ban ngành địa phương. Hiện nay chúng tôi đang đề nghị với sở là chi cục sẽ thành lập một cái đội thường trực với cái thuyền máy mà chúng tôi được trang bị, thì chúng tôi sẽ thành lập một tổ trên sông tập trung thường trực vào tại những vị trí mà có xảy ra hút cát nhiều để xử lý hoặc là
xua đuổi, báo cáo với chính quyền, phát hiện kịp thời báo cáo với chính quyền để có cái chuyện xử lý. Hiện nay mùa mưa bão đang cận kề, vì vậy vấn đề được người dân sở tại mong mỏi là sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan. Có ngăn chặn được những hành vi vi phạm đến hệ thống đê điều thì mới ngăn ngừa được những tác hại xấu đến hệ thống mái đê, nơi vốn làm nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng mỗi mùa mưa lũ. Tối qua tại Campuchia, hội nghị toàn thể lần thứ 37 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc với sự tham dự của gần 1.300 đại biểu đến từ trên 120 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban UNESCO, các tỉnh có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Phát biểu chào mừng hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen nhấn mạnh, hội nghị lần này sẽ là cơ hội để Campuchia quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời của mình. Việc Campuchia là nước thứ tư ở châu Á được bầu chọn để tổ chức hội nghị của Ủy ban Di sản Thế giới là một vinh dự lớn cho Campuchia, đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ với thế giới về nền văn hóa phong phú của mình. Trong 12 ngày hội nghị, Ủy ban Di sản Thế giới sẽ căn cứ vào các hồ sơ đề cử của các nước để xác định các di sản văn hóa và thiên nhiên có giá trị nổi bật toàn cầu và đưa vào danh sách hiện có. Đại diện của UNESCO cho biết, trọng tâm thảo luận sẽ là các nỗ lực quốc tế nhằm bảo tồn các di sản thế giới tại các khu vực đang xảy ra xung đột như Syria và Mali. Tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ ứng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới. Việc tham dự các phiên họp của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ là cơ hội để Việt Nam tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động bảo tồn các di sản đã được công nhận, cũng như công tác chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận các di sản mới. Hội nghị lần thứ 37 của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ bế mạc vào ngày 27 tháng 6 tại tỉnh Siem Reap. Nga và Anh hiện vẫn bất đồng sâu sắc về cách thức đi đến mục tiêu chung là chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Anh David Cameron tại London ngày 16 tháng 6, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 khai mạc vào tối ngày hôm nay tại Bắc Ireland sẽ là cơ hội để các bên thảo luận nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Cameron thừa nhận giữa hai nước vẫn tồn tại những bất đồng và chia rẽ, mặc dù cùng chia sẻ mục tiêu chung là phải chấm dứt cuộc nội chiến hiện nay ở Syria. Anh kiên quyết giữ quan điểm rằng việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực phải được coi là vấn đề then chốt nhằm giúp tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông. Chúng tôi không nhìn chung hướng ở tất cả các vấn đề. Anh và Nga có những điểm khác nhau về lịch sử cũng như quan điểm. Song với những gì đã diễn ra trong quá khứ, Anh và Nga có thể xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ nếu vượt qua được những bất đồng. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria sẽ càng làm phức tạp thêm cuộc xung đột tại Syria. Bên nào tại Syria sẽ phải nhận trách nhiệm trong cuộc xung đột kéo dài hàng chục tháng qua? Tôi cho rằng bên nào cũng có trách nhiệm, song cung cấp vũ khí cho phe đối lập không phải là biện pháp giúp giải quyết vấn đề hiện nay. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Anh diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây cáo buộc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến với phe đối lập. Vấn đề có cung cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria hay không đang gây tranh cãi trong nội bộ chính quyền Anh và hiện London vẫn thận trọng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Nga cảnh báo các nước phương Tây không nên dùng các thông tin chưa được kiểm chứng về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học để làm cái cớ tiến hành can thiệp quân sự vào Syria. Trong khi đó, dù đã quyết định vũ trang cho lực lượng đối lập tại Syria, song Mỹ cho biết sẽ không vội vàng can dự vào cuộc khủng hoảng tại Syria giống như những gì đã từng làm trong quá khứ tại khu vực này. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Chánh văn phòng Nhà Trắng Dennis McDonald khẳng định chính phủ Mỹ nhận thức rõ về lợi ích của mình, kết quả nào là tốt nhất và cái giá mà nước Mỹ phải trả khi đưa quân tới Syria. Chúng tôi đã từng tham dự vào cuộc chiến ở khu vực trong quá khứ và chúng tôi sẽ không làm như vậy ở Syria.
Washington đang xem xét kỹ lưỡng tất cả các giải pháp mà không cần đưa quân can dự nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Tổng thống Obama từng nói rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là lằn ranh đỏ, có thể kích động sự can dự sâu hơn của Mỹ vào cuộc xung đột ở Syria. Gần đây, chính quyền của ông đã cung cấp thêm viện trợ, bao gồm cả hỗ trợ vũ trang cho lực lượng đối lập tại Syria. Theo thông báo ngày 16 tháng 6 của lực lượng đối lập, lô vũ khí đầu tiên từ nước ngoài đã được chuyển tới Aleppo thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Về tình hình chiến sự tại Syria, trong ngày 16 tháng 6, quân đội Syria đã lập lại an ninh trật tự và giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực thuộc Hama, thành phố lớn thứ tư nước này. Khoảng 80.000 binh sĩ thuộc quân chính phủ đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Cũng trong ngày 16 tháng 6, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển sân bay quân sự Mezer ở phía tây thủ đô Damas. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết một quả bom gài trên xe ô tô đã phát nổ tại một chốt kiểm soát gần sân bay trên, gây thương vong cho ít nhất 20 thành viên thuộc lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Vụ việc khiến quân đội chính phủ phải phong tỏa các con đường dẫn tới sân bay này. Bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.